Xin chào các bạn, mình là Vũ Camera Bình Đại. Hiện giờ mình đang ở chợ Bình Thắng nha các bạn. Mình quay cá cho các bạn coi nha. Ở chợ Bình Thắng mình nè. Này cá đối mới lên nữa nhỉ. Dạ. Cá đối nhỏ nhỏ như 1 ký được không? Cá nào đâu? Nhỏ này là 50.000 đó. Dạ. Chuẩn bị cá nữa. Ủa cá đuối nẻ nó nhiêu ký vậy chị? 70. Dạ. Nó bị ruột hay gì buộc lại hết chị? Tại mới đem lên tiêu. Dạ. Ốc nó là cái ốc 70, còn cái dầu 50. Buộc đùm lại là nó không có bò đi được cái gì. Dạ. Ông chị, tự 71 thôi, bắt tay trong tàu bao lâu rồi. Cái đuối tươi mới lên luôn, xanh lè luôn. Cua biển.
đây chị nè, có bán cá thò lòi bự. Trời ơi, quá đã luôn. Ồ, cái này câu hay sao chị? Đặc kỳ gì? Dạ. Đây có chỗ bán nữa nè các bạn, chơi lại. Cá là còn sống luôn. Lâu lâu về nhà mới mua. Ồ, chị bán nãy nhiêu ký vậy? Cá nào? Cá lúa nẻ. Cá lúa nẻ 8 ngàn ký, nó bán hết á. Dạ. Muốn muốn ăn là ra đây mua không á? Đúng rồi. Ra đây mua không lầm luôn. Dạ. Tại em quay quảng cáo cho bà con coi, hổm em cũng có quay đen lần. Không em. Rồi, em vũ camera nè. Để giới thiệu cho bà con ở đây cá. Hồi nãy gì có cá đuối nẻ phải không gì? Dạ, dì mặn cái đó xong đi, dì ấy cho con. Dạ, con mua dì mặn xong đi. Dạ, 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 dạ. Ủa, bán phải mặn sẵn luôn hả dì? Có không? Đây có kéo bén mà mặn ngon ha. Ủa, con cá này là... Cá này kêu con cá gì anh biết không? Cá dồ hả? Dạ. Nó cũng giống như con cá tra ha. Dạ. Dạ, vì cân hết mấy con đó coi được bao nhiêu. Thêm đó không? Dạ, thôi vì cân thử hết bao nhiêu đó bằng mấy ký. Bên đây là tôm bà bên đó bên đây vậy. Dạ nào. Tôm bà bên đó bên đây vậy. Tính tính hả? Lên tới vợ là. Dạ tôi nào. Để bên đây nè. Lửa lửa cho em đi chợ giữ sống không à. Tới để tao không có bà chứ tao đi nguyên cây luôn 300 ngàn.
này mới vô luôn hả chị? Mấy ký vậy? 2 ký hả? Còn mấy con này gì? Ờ, mà sao chị để trong tủ? Tại nghèo quá để trong chứ. Phải không? Vậy thôi gì không ấy cực gì ấy này đi gì ơi. Gì? Cành rồi còn lớn không à? Đi Vũng Tàu là 2,4 triệu mà đi Châu Đốc đưa 2,6 triệu nghe không? Còn chiếc tay chân đi Vũng Tàu á mình là nó đưa chiếc cao Vũng Tàu 50 ngàn quá hiểu không? Vũng Tàu đưa 3,5 triệu á, cái chừng đưa nó 4 triệu đây, đưa anh chị 4 triệu đây, bởi vì cái đó là ăn mày Vũng Tàu đó nghe không? Được rồi rồi thì đưa giá nhìn đâu cả bạn cao Vũng Tàu tâm đi Vũng Tàu đi 3,5 triệu đi tôi xuống được đi nghe không nhỏ nghe không bán 100 ngàn à không á bốn triệu ta Vũng Tàu 8 triệu đi có 3,5 triệu là 5 triệu cũng đó cái này cậu cũng mấy trăm đi luôn 120 ký hay gì mỗi tâm tư á lặn mấy ký dữ vậy lấy ký thôi. Rồi kệ nhiêu tính nhiêu vậy? 13. Có tính không? Mấy đại này kêu